tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời, những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn, hãy đến với chúng tôi chương trình tiếp sức hồi sinh. Những bàn tay thời khắc định mệnh, cần lắm những bàn tay. Thưa quý vị, tuần vừa rồi thì quý vị cũng đã chứng kiến được hoàn cảnh nhân vật của chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Trải qua một tuần thì có lẽ chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh cũng đã vận động, cũng đã chia sẻ, cũng đã nhận được những cái thông tin, những cái niềm vui từ những cái mạnh thường quân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại bệnh nhân của chương trình. Ai chào chị. Dạ, chị. Mời em. Dạ. Hôm nay có đại diện ngân hàng Nam Á Văn đến thăm nha. Con gái sao rồi? Chào, chào cô gái. Đi chào cô. Gái, đi quậy lắm á. Quá. Ừ. Linh đã làm việc với bác sĩ trưởng khoa phó giáo sư Nguyễn Hoàng Định rồi. Dạ. Cái tình hình của bé là bây giờ chỉ có kinh phí thì sẽ lên phát đồ điều trị sớm, phẫu thuật. Dạ. Sớm cho bé ha. Chứ để lâu thì nó càng ngày càng nặng. Chính vì thế nên hôm nay có một trong những cái mạnh thường quân cũng sẽ có món quà gửi tặng cho bé. À, vâng, chào chị. Thì em đại diện cho ngân hàng Nam Á, thì hôm nay em có một cái món quà nho nhỏ thì tặng chị và bé, để bé có thể mà đồng hành cùng bé trong cái ca phẫu thuật này. Thì rất là mong là bé của mình là nhanh khỏe để có thể là luôn luôn nhanh nhẹn và tinh nghịch như thế này chị ha. Rồi em tặng. Hai. Con gái. Mày quá ha. Đây là món quà của quỹ Tiếp Sức Hồi Sinh gửi tặng cho bé 20 triệu đồng. Dạ, cảm ơn chương trình. Mong rằng với những món quà này thì sẽ có thêm kinh phí để phẫu thuật cho bé Minh Đan nha. Minh Đan mấy tuổi rồi? Chơi với cô đi con. Minh Đan mấy tuổi rồi? Kêu đến chị nha. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ tiếp tục kêu gọi những mạnh thường quân nữa để có thể hỗ trợ thêm cho bé nữa. Hôm nay thì với hai món quà này, hy vọng rằng nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị ha, giúp chị thêm phần nào đó để có kinh phí phẫu thuật cho bé. Chúc ca phẫu thuật thành công nha. Rồi, bé này năng con lượng nhiều lắm nè. Chúc lớn nha. Rồi, chào chị nha. Chào chị. Linh chào con nha, bye bye con. Bye con gái. Đó là những niềm vui mà chúng ta đã chia sẻ nhân vật tuần vừa rồi thưa quý vị. Còn tuần này thì sao? Nhân vật là ai? Làm nghề gì? Và tại sao họ lại gặp khó khăn như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh có mặt tại xã Buôn Triết, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Và nơi chúng tôi sẽ dừng chân là gia đình em Nguyễn Thanh Cương, sinh năm 1995, hiện đang nằm tại khoa phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện làm chúng tôi trăn trở không chỉ vì gia cảnh em quá khó khăn để ba anh em Cương lần lượt rời trường lớp tìm đến công việc mưu sinh, mà còn là tai ương ập đến bất ngờ, cướp đi của em và gia đình rất nhiều nước mắt. Và hơn hết là câu chuyện về những ước mơ đèn sách của ba anh em còn dang dở trong nỗi đau thầm lặng của người mẹ, người bà. Nhưng giờ đây khi hỏi đến, mong ước của tất cả các thành viên trong gia đình không còn là sự sung túc hay giảng đường đại học, mà chỉ đơn giản là sự trở về lành lặn của Nguyễn Thanh Cương. Tình hình của cháu vừa rồi thì đi làm thuê cho người ta, là đi ấy nhà cái điện cao thế á, là nó tôi ở đây thì nghe người ta nói lại thôi, tức là cái luồng điện trên nó phóng xuống, tức là luồng điện ấy là 350 kV, là chưa chưa thế, tức là nó phóng xuống thì là cháu bị
thì ngã xuống thì coi như là cái người làm ở bên cạnh người ta thấy thế, bắt đầu người ta với búng nước, người ta kêu người là búng nước tạt lên. Bây giờ mới bắt đầu đưa cháu xuống thì coi như là người bốc khói, khi là nó chập một cái thì là người ngã xuống thì người bốc khói thì coi như là bị nó bỏ bị cái vùng cổ này là nặng, là với người thì là đen một người đấy, là thế bắt đầu mới đưa đi bệnh viện thì bắt đầu là người ta chuyển tuyến đi Sài Gòn đấy. Thì này nhà bây giờ hoàn cảnh ấy thì coi như là nhà neo đơn, thế là nhờ trên các nhà hảo tâm với trên đời thường mình coi như là hoàn cảnh thì nhà rất khó khăn. Thế bây giờ thì các bác thì đến đây rồi biết rồi đấy, nhà hoàn cảnh như vậy. Tất cả tôi nhờ tất cả các cấp với các vị hỗ trợ cho các cháu. Đấy, tình hình là nên là như vậy. Mẹ nấu cơm nước gì chưa? Đang nấu. Đi làm về mệt không? Mệt nhỉ mẹ. Thằng cháu sao rồi? Con chưa biết nữa, để con gọi. Alo. Cho bà ngoại hỏi thăm sức khỏe của ông Cương từ bữa giờ như thế nào. Bà ngoại từ hôm đi bệnh viện giờ bà ngoại chưa biết. Ừ, đây đang nói chuyện với bà ngoại này. Có anh ở đấy không cho? Hả? Đây. Đang mệt. Đang mệt rồi hả? Có ăn uống gì? Thế... thế có ăn uống gì được không? Hả? Ờ. Ừ. Giờ đang ngủ thì giờ tiền bạc làm sao? Cứ lo cho anh đàng hoàng vào nhá. Vâng vâng. Thế có gì tới con gọi cho nhá. Ừ. Không biết là trên đấy cháu nó ăn uống như nào. Tiền bạc làm sao? Con nhà đang lo. Lo thì bây giờ bà cũng biết làm sao được. Để con đi vay mượn. Người ta mượn làm gì có tiền mà trả. Giờ con không biết làm sao được. Gia đình chả có cái gì, nghèo khổ lắm. Ăn rồi thì đi làm thuê làm mướn, ai kêu cái gì thì làm cái đó. Ở đây giờ chả có việc gì mà làm, chỉ có làm ruộng làm rẫy thuê cho người ta thôi để kiếm tiền đủ ăn sống qua ngày. Cháu nó cũng đi làm thuê cho người ta mà không may nó bị như vậy. Giờ bố mẹ chẳng biết kiểu gì mà cứu chữa cho cháu được. Nhà thì hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cháu thì cũng thường xuyên đau ốm. Lại cháu phải nghỉ học sớm để lo cho gia đình. Em trai cháu cũng vậy, cũng nghỉ học sớm. Rồi đi làm thuê thôi. Em trai cháu thì đi hàn xì để kiếm tiền. Mà không may bị... điện nó giật, giờ gia đình khó khăn, không biết phải làm sao nữa. Trước rồi cũng mơ là được đi học đại học ấy, để cho bằng bạn bằng bè, lại lo cho tương lai của mình ấy. Mà cũng khó khăn quá, bắt buộc phải nghỉ sớm.
Chào em. Dạ. Chào chú. Sao? Dạ, con đi làm với vị. Hả? Con đi làm với vị phòng điện á chú. Phòng điện hả? Dạ. Còn mà làm điện xong rồi trèo lên hay sao nó? Dạ thì con đi làm thuê á. Con trèo lên con rỡ cái mái tôn nhà họ. Xong cái chắc nó gần quá nên là nó phóng cái điện con. Cao thế cho nên nó phóng xuống hả? Dạ. Con có gia đình chưa? Dạ con chưa. Chưa có hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 23 tuổi. À, con đang ở với ai? Dạ con ở với cả gia đình luôn ạ. Gia đình, mấy anh em? Dạ nhà con ba anh em. Ừ. Rồi anh em làm gì? Dạ anh con cũng nghỉ học và làm nông ở nhà. Ừ. Còn con thì đi làm hàn xì, đi làm sắt để lấy tiền ở nhà. Trời, làm sắt mà rất là nguy hiểm, cái điện đóm á. Dạ. Ông nên nằm đây lâu chưa? Dạ con chuyển thẳng xuống dưới đây luôn ạ, là được 29 ngày rồi. À, 29 ngày rồi. Con chào chú. À, chào con. À, em gái hả? Dạ. Con là em gái của anh. Ừ. Con là đang làm gì? Dạ con đang đi học ạ. Đi học lớp mấy rồi? Con là sinh viên trường trung cấp Đắk Lắk. Con học ngành công nghệ thông tin. À, công nghệ thông tin năm thứ mấy rồi con? Dạ con học năm cuối. À, giờ con đang đi thực tập mà con xin nghỉ để xuống đây chăm anh trai ạ. À, dạ. Đang thực tập rồi sao đi chăm anh trai rồi sao? Dạ con xin chỗ đơn vị thực tập và thầy giáo chịu trách nhiệm cho con. À, cho con nghỉ được hả? Nghỉ để xuống đây chăm anh. Anh này chăm anh được bao lâu rồi? À, con chăm anh từ khi anh con nhập viện. Rồi nghỉ thực tập luôn. Dạ. Rồi cái gia đình mà mình làm thuê đó họ có hỗ trợ cho mình không? Dạ con thì con nhận làm nên là người ta chỉ tới thăm thôi. À. Dạ. Tại vì đây cũng do sơ suất của mình chứ không phải là do bên gia đình của họ nên hôm bữa bác ấy tới thăm thì bác có cho anh con 2 triệu. À vậy à. Trời. Tức là cái tay mình thò lên cầm cái tôn nó cao quá là. Dạ không ạ. Con chỉ đứng trên thôi, con chưa làm gì hết. Chưa làm gì hết. Dạ. Tức là cái đường dây điện nó gần cái tấm tôn quá. Dạ. Ừ. Bởi vì hiện nay là cái phỏng điện này rất là xảy ra rất là nhiều. Mà do mình bất cẩn là mình cứ nghĩ đường dây điện nằm ở trên cao. Dạ. Thực sự mà đường dây điện nó phóng điện rất là nhanh. Dạ. Nó có sự tác động nó giữa sắt thép này kia, thậm chí là không thép con người nó cũng phóng xuống nữa. Dạ. Cho nên là mình sau cái tai nạn mình về mình nhắc nhở anh em làm nghề gì ha. Dạ. Nhắc nhở anh em là những cái vị trí trước khi lên làm nhìn coi có điện hay không này kia. Dạ. Mà cái dòng điện nó phải cách rất là xa luôn. Dạ. À. Rồi hôm nay nuôi anh em rồi tiền bạc viện phí là sao được con? Dạ thì hôm chủ nhật là bố con về để lại cho con 500 ngàn để lo cho anh ăn uống và sức khỏe để hôm nay anh đi mổ. Rồi bố con về nhà để đi vay mượn tiền viện phí để lên đây đóng viện phí cho anh. Ừ. Để 500 ngàn hôm nay mấy ngày rồi? Từ hôm chủ nhật ạ. Hôm nay luôn sao còn đủ? Dạ thì hôm nay anh con đi mổ nên là từ tối qua đến giờ là không ăn uống gì. Để đi phẫu thuật. À, tức là dạ. Không được ăn uống hả? Dạ, từ 9 giờ, nhịn từ 9 giờ đêm hôm qua tới giờ. Ừ. Để đi phẫu thuật. Quá trời luôn. Hôm nay thì chú đến thăm gia đình ha. Dạ. Xem hoàn cảnh thế nào rồi chú sẽ vào làm việc với các bác sĩ. Dạ. Coi tình trạng sắp sửa phẫu thuật ra sao. Dạ. Rồi thuốc men rồi như thế nào đó. Dạ. Chú sẽ bàn với các bác sĩ xong rồi chú dạ. Sẽ quay trở lại nha. Dạ. Cảm ơn. Rồi chia sẻ với nha, gia đình nha. Dạ. Thôi năm xuôi tháng đuổi ha. Dạ. Cố gắng lên, có em gái chăm sóc rồi có ba nữa. Cố gắng cho khỏi bệnh nha. Dạ. Ừ. Nay còn đau gì không? Dạ con còn đau chỗ cổ này. Ừ. Thôi đừng nói chuyện nữa, được rồi. Dạ. À, chăm sóc anh nha. Dạ, thay mặt chú và hồ gặp bác sĩ cái nha. Dạ. Rồi, chào anh nha. Dạ, con chào chú. Thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Linh đang có mặt tại khoa phỏng bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Phạm Phước Tiên để
biết về hoàn cảnh của bệnh nhân ngày hôm nay trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Xin chào bác ạ. Hôm nay thì bác có thể chia sẻ bệnh nhân mà bác đang điều trị cho chúng tôi để chúng tôi có thể cùng đồng hành và tiếp sức cho họ được không ạ? Bệnh nhân này thì trong quá trình làm điện thì bị sơ ý, bị phóng điện, bỏng khoảng 25%. Võng thì diện tích nó tuy ít nhưng mà độ sâu thì rất nhiều. Trong này, bệnh nhân này có bỏng ở vùng đầu và bỏng rất sâu vô cái xương sọ. Vùng đầu là vùng nào hả bác? Vùng bên thái dương bên phải. Bên thái dương bên phải. Và có bác sĩ cũng đã được mổ rồi và hai lần rồi và được cắt những phần da, thì hiện tại trước đó đã có lộ sọ, lộ xương sọ và chúng tôi đã dùng gọt da để che rồi rồi. Thì cái tình trạng lộ sọ thì bác sĩ cũng đang theo dõi thôi. Lộ cái sọ ra ngoài. Dạ đúng rồi. Như vậy thì nó có ảnh hưởng gì bên các dây thần kinh cũng như cái bộ phận trong não không ạ? Hiện giờ thì bác sĩ cũng đang theo dõi chứ hiện tại thì cũng chưa ảnh hưởng gì. Thứ hai nữa là khi mà lộ sọ một thời gian dài thì có thể khả năng hoại tử cái xương sọ, thì bác sĩ cũng đang theo dõi thôi. Rồi ngoài cái vùng sọ còn ảnh hưởng khác còn không? Một vùng nữa là vùng cổ và ngực thì bác sĩ cũng đã ghép da rồi nhưng mà cái tình trạng sau này nó có thể di chứng là sẹo co kéo vùng cổ ngực, có thể là sẹo sau này sẽ mổ lại. Ngoài những cái vùng trên còn ảnh hưởng các vùng nào khác nữa không ạ? Một vùng nữa mà bác sĩ cũng đang thấy là vùng bụng và ngực vùng bỗng sâu mà bác sĩ cũng đã cắt lọc rồi, cũng đã ghép da một phần rồi và còn phải ghép da tiếp tục tiếp. Ghép da thì khoảng bao lâu nó sẽ lành ở các vùng đó? Khoảng 20 ngày là lành hoàn toàn. Linh vẫn quan tâm đến cái vùng đầu, bởi vì đây là một vùng rất nhạy cảm. Đúng rồi. Nó rất là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán và chuẩn bị những cái gì có thể xảy ra đối với bệnh nhân? Bệnh nhân này thì thường những cái ca mà bỏng điện trước đó thì có những cái tình trạng tổn thương não giống như liệt, yếu chân, yếu tay. Nhưng mà may mắn bệnh nhân này là chưa có xuất hiện những tình trạng đó. Thì thứ hai nữa là khi lộ sọ thì những cái phần xương sọ lộ ra thì bác sĩ cũng đã che lại rồi, nhưng mà có những cái tình trạng nó viêm sọ, viêm xương á thì cũng phải hoại tử xương, sau này mình sẽ lấy ra sao. Nó hoại tử xương luôn. Dạ đúng rồi. Vậy thì nó hoại tử một cái vùng nào khác hay là nó có hoại tử ngay cái chỗ bỏng thôi. Dạ. Tại vì bỏng sâu vùng xương thì đương nhiên xương nó sẽ chết. Nhưng theo Linh được biết, nếu mà để lâu thì cái hoại tử nó sẽ lan rộng ra các vùng khác. Không, vì xương thì nó sẽ không có tình trạng đó. Nó chỉ ở vùng phần mềm thôi ạ. Nếu vậy thì cái khả năng mà chính xác là nó không ảnh hưởng đến tất cả các dây thần kinh cũng như các vùng ở trong não. Hiện giờ thì chưa, đúng rồi. Mình vẫn còn đang theo dõi. Đúng rồi, bác sĩ cũng đang theo dõi thôi. Hiện giờ thì chưa. Nếu sắp tới thì ta còn phẫu thuật cái gì nữa? Bệnh nhân này thì chỉ còn phẫu thuật khoảng ghép da khoảng 5% ở vùng bụng ngực nữa thôi. Dạ. Còn vùng đầu thì ổn định chưa? Vùng đầu thì bác sĩ đã xử lý rồi. Dạ, xử lý rồi. Hy vọng là sắp tới thì bệnh nhân sẽ được điều trị ổn định và mong rằng cái ca phẫu thuật sắp tới về ghép da của bệnh nhân sẽ thành công tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Phạm Quốc Tiên rất nhiều. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay cũng rất là cảm động, và trước cái hoàn cảnh khó khăn gia đình của bệnh nhân ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng là quý vị cũng sẽ tiếp sức chúng tôi cùng nhau ủng hộ để làm sao có thể bệnh nhân sớm được trở về gia đình, bởi vì bệnh nhân là một trong trụ cột chính trong gia đình. Cảm ơn quý vị, câu chuyện như thế nào mời quý vị cùng theo dõi. Chúng ta vừa theo dõi nhân vật tuần này của chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Khó quá đúng không quý vị? Những hoàn cảnh bao giờ cũng khó cả nếu như không có sự tiếp sức của cộng đồng. Chúng tôi chia sẻ những hình ảnh đó để mong kêu gọi quý vị sẽ cùng tiếp sức với nhân vật chúng tôi để có thể nhân vật có thể trở thành một con người bình thường, có thể trở thành về cuộc sống để có thể trụ cột với gia đình, có thể tiếp tục lao động và cuộc sống bình yên như bao nhiêu người khác. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhân vật tuần này. Mong rằng tuần sau chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều tin vui của quý vị để dành cho nhân vật của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh, đến với nhau tình người. Tiếp sức hồi sinh, cho ước mơ thêm rạng ngời. Cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm lên tình người, nụ cười tiếp
Quý vị thân mến, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là chỗ dựa, luôn luôn là cầu nối tiếp sức cho tất cả những số phận, những mảnh đời kém may mắn. Hãy đến với chúng tôi Tiếp Sức Hồi Sinh để nhận được những niềm vui, nhận được những điều hạnh phúc và nhận được những giá trị của những tấm lòng hảo tâm. Xin mời quý vị hãy liên hệ với số điện thoại cũng như là địa chỉ đang hiện trên màn hình.